Đây là hóa đơn mua vào số 2541 với nội dung là chi phí tiền nước sạch với tổng số tiền là 457.380 đồng. Thanh toán ngay bằng tiền mặt, do đó đằng sau hóa đơn sẽ bao gồm phiếu chi đi kèm. Với toàn bộ các chi phí tiền nước sạch này, chúng ta cũng sẽ đưa thẳng vào chi phí quản lý doanh nghiệp với bút toán nợ cho tài khoản 6422 theo thông tư 133 hoặc 6427 theo thông tư 200. Nợ cho tài khoản 1331 phản ánh thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ là 5% và có cho tài khoản 111 làm giảm tiền mặt tại quỹ. Căn cứ vào hóa đơn chi phí tiền nước sạch, chúng ta sẽ vào phân hệ mua hàng, chọn chứng từ mua hàng hóa không qua kho hoặc chọn chứng từ mua dịch vụ, tích vào hình thức thanh toán ngay bằng tiền mặt và điền thông tin của nhà cung cấp. Với trường hợp nhà cung cấp mới, chúng ta sẽ tích vào phần dấu cộng và căn cứ vào mã số thuế 01016124050 và nhấn lấy thông tin. Các bạn sẽ kiểm tra lại toàn bộ các nội dung và nhấn cất. Ở phần lý do, chúng ta sẽ ghi chi phí tiền nước sạch, sửa lại ngày hạch toán mùng 7 tháng 1 năm tài chính. Điền xong toàn bộ phần thông tin chung, chúng ta sẽ xuống phần mã dịch vụ với chi phí tiền nước được sử dụng cho bộ phận văn phòng. Sau đó các bạn sẽ chọn đến chi phí mua hàng cho bộ phận quản lý và phản ánh chi phí tiền nước sạch với bút toán nợ cho tài khoản 6422, nợ cho tài khoản 1331 và có cho tài khoản 111. Số tiền chưa bao gồm thuế 435.600 đồng. Sang phần hai nhỏ top thuế với tiền nước sạch sẽ chịu thuế suất là 5% và các bạn sẽ điền hóa đơn mua vào số 0002541. Ở phần ba nhỏ các bạn sẽ bỏ qua và kiểm tra lại toàn bộ nội dung tổng số tiền cuối cùng 457.380 đồng. Sau đó các bạn sẽ nhấn cất để hoàn thành nghiệp vụ phản ánh với nội dung chi phí nước sạch sử dụng cho bộ phận văn phòng trên phần mềm kế toán MISA.